Đấy, mình vừa đi đã phát hiện ra có một cái xe rùa này. Đây là một cái xe rùa ở bên dưới. Cái xe rùa này có một đống rơm này. Nào bây giờ mình sẽ bỏ rơm ra để tìm xe đồ chơi dưới đống rơm nhá. Ái chà. Các bạn ơi, ở trong này có nhiều xe đồ chơi quá. Đây cùng mình xem có xe gì xịn không nhá. Đấy các bạn ơi. Đấy, một xe rùa đồ chơi. Đầu tiên là một chiếc xe ben chở đất này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe ben chuyên đi chợ đất đấy các bạn ạ. Wow, xe ben này xịn quá các bạn ơi. À, một chiếc xe ben. Rồi, bây giờ cùng mình khám phá tiếp là một chiếc xe Beat này. Đây là một chiếc xe Beat đấy các bạn ơi. Đấy, xe Beat này đẹp quá, đẳng cấp quá, động cơ rất là mạnh đấy các bạn ơi. Wow, rồi hai chiếc xe rồi này các bạn ơi. Bây giờ cùng mình khám phá tiếp. Đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu này. Đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu nha, cứu hộ ô tô cảnh sát này các bạn ơi. Đấy, xe vận tải vận cẩu này xịn quá các bạn ạ. Nào, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cầm lên cho bạn cùng xem. Đấy, một chiếc xe này. Đây. Đây còn một chiếc xe cứu hộ này. Xe cứu hộ, xe cảnh sát này các bạn ơi. Wow. Nào, đây là một con cá này. Đấy, một con cá đồ chơi này các bạn ơi, cá chép vàng nhá. Đấy. Các bạn ơi, nào tiếp theo nào, đây có một con khủng long ôm một quả trứng này. Đây là khủng long ôm quả trứng đấy các bạn ơi. À, khủng long bảo chúa. Nào, bây giờ cùng mình khám phá tiếp nào. Đây có một con, à đây là một con thỏ này các bạn ơi. Đấy, con thỏ nhá. Nào, cùng mình tìm tiếp. Đây là một chiếc xe bíp chở các bạn học sinh đi học đấy các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe bíp chở các bạn học sinh đi học nhá. Đẹp quá các bạn ơi. Đấy. Chiếc xe bíp màu đỏ nha, quá là đẹp luôn này các bạn ơi. Đó, rồi bây giờ cùng mình tìm tiếp thôi. À, đây là một con thỏ, một con thỏ đồ chơi này các bạn ơi. Đấy, một con thỏ đồ chơi nha. Đấy, các bạn thấy không? Nào, mình tìm tiếp. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát mở cửa luôn. Đấy, xe ô tô cảnh sát mở cửa luôn đấy các bạn ơi, có âm thanh và ánh sáng luôn đấy các bạn ơi. Động cơ rất là mạnh đấy các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe ô tô cảnh sát nha. Wow, nhiều xe lắm ấy các bạn ạ. Đây có một chiếc xe tải chở hai chiếc ô tô đồ chơi nha. Xe tải chở hai chiếc ô tô đồ chơi nha các bạn nha. Đẹp quá các bạn ạ. Nào, đây mình giới thiệu với các bạn. Đây có một chiếc xe ô tô cảnh sát này. Đấy, một chiếc xe ô tô cảnh sát nha. Wow, đó nhiều xe quá này. Đây là một con chó kêu gâu gâu này các bạn ơi. Đây là một con chó kêu gâu gâu nha. Wow, con chó cứu hộ đấy, con chó kêu gâu gâu. Nào, đây có một chiếc xe ô tô cảnh sát G65 này các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe ô tô cảnh sát G65 nha, nó là đẹp luôn, mở cửa luôn, động cơ rất là mạnh đấy các bạn ơi. Đấy, xe ô tô cảnh sát nha. Nào, để mình tìm tiếp nào. Đây là một con vịt này. Đấy, một con vịt nha. Ai cha. Nào, bây giờ cùng mình tìm tiếp. Đây là một chiếc xe buýt chở các bạn học sinh đi học đấy các bạn ơi. Đấy, chiếc xe buýt này đẹp quá nhỉ các bạn nhờ. Nào, để mình xem có xe gì ở đây không nào. Đây, các bạn ơi, đây là một chiếc xe cứu hộ nha. Một chiếc xe cứu hộ ô tô đấy. Đấy, động cơ rất là mạnh luôn. Nào, đây là một chiếc xe tải chở hai chiếc ô tô đồ chơi nha. Đó, động cơ rất là mạnh. Đấy, các bạn hay chưa. Nào, một chiếc xe ben chuyên đi chợ đất này. Đó, nào chạy thử luôn nha. Ui các bạn ơi, một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy này. Đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy nha. Đó, động cơ rất là mạnh luôn. Ui các bạn ơi, đây là một chiếc xe cần cẩu móc này. Đó, ui các bạn ơi, xe tải ben chợ đất này. Đấy, xe tải ben chợ đất nha. Wow, đây nữa, đây là xe bồn chở bê tông các bạn ạ. Đấy, mở cửa luôn. Bíp 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 bíp. Ui, xe bồn chở bê tông này hay quá các bạn ạ. Đó, bíp 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 bíp. Ui các bạn ơi, đây là một chiếc xe bồn chở bê tông đấy nha. Wow, toàn là xe bồn thôi các bạn ơi. Đó. Nào, tiếp theo là một chiếc xe ô tô 95 này. Xe đua đấy. Wow, đây là xe bồn chở bê tông này. Rồi, mình xem có xe gì xịn ở đây không các bạn nhá. Ở đây có một thế giới xe đồ chơi luôn này. Bây giờ cùng mình khám phá thôi.
Đây là một chiếc xe tải chở ô tô đồ chơi này các bạn ơi. Đấy, xe tải chở ô tô đồ chơi nhá. Rồi bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nhá. Các bạn xem video của mình hay nhớ theo dõi và đăng ký kênh của mình nhá. Bye bye các bạn. Cái thùng này đấy, một chiếc xe chở rác mới các bạn nhỉ. Quá đẹp luôn. Giới thiệu với các bạn tiếp theo, đây là một chiếc xe máy xúc cát này. Máy xúc cát màu đỏ xịn xò, chạy bằng 6 bánh nha, xoay cần 360 độ múc luôn. Đấy, một chiếc xe máy xúc cát rất là đẹp, rất là mới. Đấy, các bạn ơi, ở đây có một chiếc xe cần cẩu móc này. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc nha. Đấy, chiếc xe cần cẩu móc cứu hộ này các bạn ơi. Đấy, chiếc xe này quá là đẹp nha. Có số 51 đấy các bạn ơi. Đây là một chiếc xe gì đây. Ôi, ở đây còn một chiếc xe cần cẩu nữa này các bạn ơi. Hôm nay quá là nhiều xe đồ chơi xịn xò đấy các bạn ơi. Xe cần cẩu này cũng rất là đẹp đấy. Rồi bây giờ lại ra khám phá với các bạn. Đây, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe tải ben chở đất màu xanh đấy. Đây là một chiếc xe tải ben chuyên đi chở đất màu xanh nha. Ui, chiếc xe này quá là đẹp đấy các bạn ơi. Lưng được cả thùng này, có thể hạ được cả thùng nha, dí vào nút đỏ là sẽ hạ thùng đó. Các bạn thấy ngon không, đẳng cấp không, thích không các bạn ơi. Đây là một chiếc xe bồn chở bê tông dàn di, xoay được cả bồn cho đều bê tông bên trong đấy các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe bồn chở bê tông rất là đẹp luôn. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe cần cẩu nha. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc này. Đấy, một chiếc xe cần cẩu móc rất là xịn xò đấy các bạn ơi. Đấy, các bạn đẹp chưa. Giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe tải chở hai chiếc ô tô đồ chơi. Đấy, các bạn này đẹp chưa, ui, quá là đẹp luôn nha. Rồi, lại giới thiệu với các bạn tiếp theo, đây là một chiếc xe này, là xe bồn chuyên đi chở xăng dầu nha. Xe bồn chuyên đi chở xăng dầu các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cứu hỏa chuyên đi chữa cháy nha các bạn nhỉ. Ái cha cha. Ở đây còn một chiếc xe bồn trộn bê tông này các bạn ơi. Xoay được cả bồn cho đầu bê tông bên trong nha, xoay được cả bồn cho đầu bê tông bên trong các nhà, màu xanh nha. Chiếc xe này rất là xịn xò nha. Rồi, đây là một chiếc xe mô tô, đây là một chiếc xe máy các bạn này. Đây là một chiếc xe mô tô nha. Đấy, xe máy cảnh sát, xe chuyên đi tuần tra thành phố đấy các bạn ơi. Một chiếc xe máy xịn xò luôn, đẳng cấp luôn các bạn ơi. Rồi, đây là một bộ đồ chơi. Đây có 4 chiếc xe, có 3 chiếc xe công trình. Rồi, bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Các bạn ơi, các bạn xem video của mình hay nhớ theo dõi và đăng ký kênh để nhận video mới nhất từ kênh của mình nha. Bye bye các bạn nha. Rồi, xin chào các bạn ở video mới nha. Sát G63, G65, xe bán tải, xe cần cẩu, xe bồn trộn bê tông, xe container. Đây là một chiếc xe cứu hộ nha. Đây là một chiếc xe cứu hộ đây các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe cứu hộ cảnh sát đấy các bạn ơi. Chiếc xe này có là xịn được không các bạn? Đó, các bạn có thích chiếc xe này không nào? Đó là mới luôn nha. Đấy, một chiếc xe cứu hộ nha. Rồi, giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe ô tô cảnh sát G65 nha. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát G65 ấy. Chiếc xe này rất là đẹp luôn, mở được 4 cánh cửa màu trắng, có lốp dự phòng luôn. Các bạn thấy chiếc xe này có xịn xò không? Quá là đẹp luôn nha, mở được 4 cánh cửa luôn, quá là xịn luôn. Chiếc xe này như thật luôn nha các bạn nha. Đấy, chuyên đi tuần tra thành phố nha. Một chiếc xe ô tô cảnh sát, quá là xịn luôn, tốc độ đỉnh cao luôn. Đấy, các bạn thấy không? Đi, xe xung quanh, đi tuần tra. Có một chiếc xe ô tô cảnh sát rất là đẹp và mới. Các bạn có thích chiếc xe này không nào? Đấy, quá là ngầu luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho chiếc xe này vào cái slot màu đỏ của mình. Đấy, các bạn thấy không? Mình chỉ được 2 chiếc xe rồi. Nào, tiếp theo, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát G63. Đấy, một chiếc xe ô tô cảnh sát G63 nha. Chiếc xe này to, có bánh dự phòng. Đấy, chiếc xe này động cơ chạy bánh đà nhá. Đó, rất là xịn. Nào, lại giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe bán tải cảnh sát nha. Đây là một chiếc xe ô tô bán tải, xe bán tải cảnh sát. Đấy, có âm thanh và ánh sáng. Chiếc xe này chuyên tuần tra nha, mở được 2 cánh cửa luôn. Đó, có cái thùng đằng sau gọi là xe bán tải các bạn nhá, màu trắng, xe ô tô cảnh sát. Rồi, bây giờ mình sẽ cho xe thử luôn nha. Động cơ rất là mạnh, chiếc xe động cơ rất là mạnh. Còn đấy các bạn thấy không, chạy rất là tít luôn. Quá là ngầu các bạn ơi. Các bạn thấy chiếc xe này có xịn không? Quá là xịn xò luôn đấy các bạn ơi. Quá là ngầu luôn. Rồi, bây giờ mình giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe ô tô cảnh sát. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát G63 nha. Đấy, xe ô tô cảnh sát G63 to luôn chiếc xe lúc nãy các bạn nhỉ. Chiếc xe động cơ rất là mạnh mẽ luôn. Các bạn nghe tiếng kêu thấy mạnh mẽ đúng không? Quá là xịn xò và đẳng cấp. Đó, mình rất là thích chiếc xe ô tô cảnh sát này luôn. Nào, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe cần cẩu móc. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc các bạn ạ. Đó, một chiếc xe cần cẩu móc rất là đẹp luôn. Có thể cẩu được tất cả các loại xe đồ chơi này đấy các bạn ơi. Đấy, bây giờ mình sẽ cẩu thử một chiếc xe chuyên đi sửa chữa điện này lên nha. Đó, các bạn chờ mình một chút để mình cẩu lên cho các bạn cùng xem. Nào, bây giờ mình sẽ cẩu lên nào. Đấy, cẩu lên cao luôn nha, cẩu vào cái sọt của mình luôn.
Đấy, mình cậu được rất là nhiều xe rồi đấy. Đây này, giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông nha. Đây là một chiếc xe bồn chuyên đi trộn bê tông, có hai cái coi, có cái bồn màu trắng, có hai cái bô xả khói. Đấy, chiếc xe này rất là xịn đúng không các bạn ơi? Đấy, giới thiệu với các bạn một chiếc xe cuối cùng, đây là một chiếc xe container bằng sắt nguyên khối nha. Đây là một chiếc xe container bằng sắt nguyên khối, xe container chuyên đi chở cát này, mà hôm nay lại chở xe đồ chơi đấy các bạn ơi. Đó, các bạn thấy ngon không? Ở bên trong chở một chiếc xe cảnh sát và một chở một chiếc xe bíp nha. Đấy, một chiếc xe container bằng sắt luôn, chở xe bíp này, đây là xe bíp cảnh sát này các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy ngon không? Đấy, rất là nhiều xe, hôm nay mình tìm được rất là nhiều xe đồ chơi rất là xịn thôi. Các bạn thấy video của mình hay, nhớ theo dõi và đăng ký kênh để đón nhận video mới của mình nha. Rồi, hẹn các bạn ở video mới tiếp theo nha. Rồi, bye bye các bạn.